Ê Thục, Thục nói thiệt nha Thục nha. Không đẹp có ngợi ghê chứ bộ. Giờ nói thiệt đi. Là ý là Thục là hiền Thục, đoan trang, dễ thương quá, nhẹ nhàng quá. Nhưng mà Thục bớt điệu lại xíu được không? Bây giờ nó ở trong máu rồi, giờ sao ra? Đây là tiết mục đầu tiên rồi nha quý vị. Đã, mình thấy cái tình bạn thấm thiết của hai cô nàng này như thế nào rồi đó. Thấm quá mà. Dạch mặt nhau trên sóng truyền hình luôn. Với tiết mục đầu tiên này, điểm số dành cho hiền Thục xem như là một món quà mà chủ nhà dành tặng cho người bạn thân lâu năm của mình. Đoán đi Thục. Tâm ơi, nói cho mình biết đi là cái gì vậy? Bây giờ là nó hết thông đồng không có được. Rồi, Thục cứ làm vậy đi. Thục cứ làm vậy đi. Ok, Tâm nói cho mình biết là cái gì đi. Theo Tâm. Nó sai lắm luôn á nha. Sai quá. Mấy cái bạn này nè, mấy bạn đó hát nhạc acoustic đất Thục. Mà Thục biết sao không? Mấy bạn đó Tâm nghĩ là một là acoustic, hai là hát nhạc pop rất Thục. Yeah, bây giờ tôi hiểu cái cảm giác của bạn rồi. Hiểu chưa? Thí dụ mình đang giống được không? Được chứ không được. Thôi vậy mình đang nhạc pop đi. Nhạc pop hả? Không. Nhạc pop. Biết vì cái lý do gì, cái nguyên cớ gì mà hôm nay ban giám khảo chơi một cái tông màu chủ đạo là màu trắng. Cứ như là học sinh vậy mà tôi mời trò Tâm. Thì đó. Em giơ tay là ý mình là học trò đó mà. Tại hôm nay là khách mời hiền Thục, cho nên là mình và cùng với anh Dũng đã quyết định là hiền Thục là mình phải mặc đồ sao cho nó đoan trang, hiền Thục bị Tâm chút xíu. Thì là tôi đoán sai rồi, tôi cứ tưởng là hiền Thục sẽ phải có một chút cho nó được quyền bí, cho nên tôi chọn trang phục màu đen và cuối cùng bây giờ dòm tôi y như thầy giám thị vậy đó. Tại vì khi mà nghe Tâm nói đó thì cái lòng cảm thấy rất là cảm động, bởi vì là bạn mình á luôn luôn nhớ là mình thích gì, mình sẽ lựa chọn gì. Bạn này chính là bạn nắm tay và ôm mình lúc mình thất tình. Gia đình mình rất thích bạn. Trời ơi. Trời, nhắc lại chuyện thất tình mà vui dễ sợ luôn á. Không biết là cái tình bạn của Mỹ Tâm hiền Thục đến nay được bao nhiêu năm rồi ha? Dạ từ năm 1998 đến giờ là tính ra vị chi là cũng 19 năm. Quen nhau lâu như vậy thì chắc có lẽ là hai vị giám khảo nữ này sẽ rất là hợp rơ với nhau đây. Hôm nay coi bộ là học trò Nguyễn Quang Dũng của chúng ta lẻ loi cô độc một mình rồi. Mình cứ chờ xem hôm nay coi hai cô nàng xinh đẹp này sẽ kết hợp với nhau như thế nào. Giờ Tâm cho Thục một vài cái tư vấn nhẹ đi Tâm. Manh mối nhỏ. Thấy tóc dài nè, cột lên là có khả năng hát rock. Rồi, mà tóc dài mà còn giấu giếm nữa. Không, có cái sự hơi cột lên để cho mình không có biết đó là gì. Rồi á, cái khuôn mặt của bạn đó nó cũng có cái góc cạnh nhẹ thì cũng có khả năng là rock. Cho nên là Thục chọn cái khác đi, Tâm chọn rock rồi. Trời ơi Thục ơi, bây giờ em thấy chưa Thục? Em thấy bạn thân của em chưa? Ta nói thân ai nấy lo là đúng đó, em thấy không? Cho nên là Thục chọn ghét đi, Tâm chọn rock rồi là bởi vì sao biết không? Vì em biết là ban giám khảo sẽ lừa mình, nên là mình chọn cái lừa đó là không phải hát rock đâu, chọn cái khác đi. Hoàng mèn. Chưa? Vậy Thục nghe lời Tâm, chọn cái khác đúng không? Mà nó ngắn quá giờ sao? Rồi, quay qua cầu cứu khán giả kìa. Khán giả cũng đoán như mình thôi. Ballad. Ballad. Rồi, ballad. Em xin phép được tặng cho bạn Thục. Chứ làm sao mà em dám nhận. Trời, em nói cho người ta đủ thứ điều xong rồi em chọn rock mà nó ra rock thiệt. Xong rồi nhất quyết đừng chọn rock nha. Thôi bạn, chắc là không rock đâu rồi, nó đừng có chọn nữa, mình chọn cho. Rồi mình hy sinh cho, ai ngờ mình trúng. Cảm ơn ba vị giám khảo và cảm ơn phần trình diễn của Bảo Quân nha. Cảm ơn quý vị. Như vậy là với tiết mục đầu tiên này thì giám khảo Mỹ Tâm đã chọn chính xác, đó là rock, nhưng mà Mỹ Tâm lại có nhà ý nhường cho người bạn thân của mình, đó là Hiền Thục. Cho nên là Hiền Thục, một điểm dành cho Hiền Thục. Yeah. Ê Thục nói thiệt nha Thục nha. Không đẹp có ngợi ghê chứ bộ. Giờ nói thiệt đi. Là ý là Thục là hiền Thục, đoan trang, dễ thương quá, nhẹ nhàng quá. Nhưng mà Thục bớt điệu lại xíu được không? Bây giờ nó ở trong máu rồi, giờ sao ra? Đây là tiết mục đầu tiên rồi nha quý vị. Đã, mình thấy cái tình bạn thấm thiết của hai cô nàng này như thế nào rồi đó. Thấm quá mà. Dạch mặt nhau trên sóng truyền hình luôn. Với tiết mục đầu tiên này, điểm số dành cho hiền Thục xem như là một món quà mà chủ nhà dành tặng cho người bạn thân lâu năm của mình. Mà hát mặt cũng biểu hiện cũng giống là có tí luôn đúng không? Sao này em, thì em anh luôn hả? Chưa quen, chưa có quen chưa quen không, nhưng mà phải công nhận giờ là em
ai là em lên hỏi trước liền, anh có quen không? Không, cái này thì hoàn toàn trong veo. Trong veo luôn à? Không có xã giao, xã hội có gì à? Hiền Thục. Thục đoán đi Thục. Tâm ơi, nói cho mình biết đi là cái gì vậy? Bây giờ là đó. Thông đồng không có được. Thục cứ làm gì đi. À, Thục cứ làm gì đi. Ok, Tâm nói cho mình biết là cái gì đi. Theo Tâm. Nó sai lắm luôn á nha. Sai. Mấy cái bạn này nè, mấy bạn đó hát nhạc acoustic đất Thục. Mà Thục biết sao không? Mấy bạn đó Tâm nghĩ là một là acoustic, hai là hát nhạc pop đó Thục. Yeah, bây giờ tôi hiểu cái cảm giác của bạn rồi. Hiểu chưa, hiểu chưa? Thí dụ mình đang giống được không? Được chứ không được. Thôi vậy mình đang nhạc pop đi. Nhạc pop hả? Không. Nhạc pop. Nhưng mà vì sao em nói nhạc pop? Em có một cái cơ sở, một cái dữ liệu nào không? Hay là chỉ nghe lời góp ý của bạn mình thôi? Nghe lời á. Từ lúc đó đi học nó học giỏi lắm cho nên mình bắt chước. Vậy là hồi đó đi học là cũng có quay cốp phải không? Dance. Dance. Ừ, dance đi. Cũng có thể. Cũng có thể. Ủa, dance là anh phải vậy luôn hả? Anh đón nhạc dance phải không? Ha, bây giờ mình đoán thử Thục đi. Ha, nếu mình sai làm sai đều, mình trúng đều đi, khỏi phải nhường điểm ha Thục ha. Rồi nhạc pop, trời. Mời em nói đi Thục. Cái bài hát này là cái bài hát của anh Nguyễn Hải Phong. Anh hát một mình cho nên là không có đông bằng cái bài này. Trời ơi, quá chân lý quá. Chân lý. Anh hát một mình cho nên không có đông bằng cái bài này. Em gồng quá, em bị mờ. Thôi thì em sống thật với mình đi Thục. Tua lại nha. Hay vậy thôi à, hết. Lại nhìn nữa. Thôi em đang nhìn anh Nghĩa nha, Tâm đang nhìn anh Nghĩa. Sao Thục ơi? Tâm đang nhìn anh Nghĩa đó. Không có quay cốp trong giờ học. Quay hoài. Nè, ghi cho nè. Em đang nhìn anh Nghĩa đó nha. Jazz. Chà, đúng không? Dạ, em ghi tư vấn nha. Tư vấn như anh Phong. À. Hip hop. Hip hop. À. Thấy quẹt gì, Dũng đoán là hip hop. À. Vậy còn Tâm thì sao? Em không biết đâu. À, mình sẽ có cái gì thú vị không ta? Acoustic hả? Mình đặt nhắc rồi. Acoustic có không? Tâm sẽ không chọn. Tâm sẽ chọn opera. Opera. Như vậy là Mỹ Tâm vẫn quyết định giữ lại ý kiến của mình là cổ điển. Mấy em tràn lên sân khấu hát cho mấy anh chị nghe nè. Ùa ra sân khấu đi em.